Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 171, tranh luận. Bắt đầu từ thời Thái Tổ lập ra triều Đại Chu, hoàng đế các đời đều vô cùng chuyên cần việc nước. Sáng sớm khi triều thần còn chưa tới điện Kim Loan thì hoàng đế đã ở Nam Thư phòng chấp bút, ban đêm cửa cung khóa rồi hoàng đế vẫn còn ở dưỡng tâm điện xem tấu chương thái tổ thành tổ cao tông đời sau lại anh minh chăm chỉ hơn đời trước vì vậy cho dù vốn bị tiền triều bóc lột đến mức cằn cỗi đất nước vẫn dần dần trở nên phồn vinh no đủ lúc khởi binh trinh phạt hôn quân tiền triều thái tổ hoàng đế cũng từng nói chiến loạn chi khiến dân chúng chịu khổ cho nên sau khi bình định thiên hạ sẽ không tùy tiện giấy binh Đặt cuộc sống bình yên của Bách Tính tên hàng đầu. Sau khi lập ra Triều Đại Chu, Thái Tổ quả nhiên nói được làm được. Tính tới bây giờ, đã chừng ấy năm mà Triều Đại Chu chỉ khó mở miệng với người đời về chuyện Thủy Quân Phúc Kiến thảm bại thôi. Mặc dù về sau thành quốc công dân binh đánh chìm thuyền của hải tặc, khiến đặc sư của giặc Hoa phải củi đầu nhận tội, song hoàng đế vẫn không hài lòng mọi người trên triều đều nhất trí rằng số giặc đa cấu kết với hải tặc chỉ là một nhóm ô hợp tự tung tự tác, triều đại chu vẫn đang thịnh vượng, không cần vì vậy mà làm lớn chuyện. Hiện giờ đối phó với thát đát, ngõ lạt và kỵ binh mông cổ mới là quan trọng nhất. Là cách gọi chung các bộ lạc hỗn hợp đột quyết, mông cổ thanh tạng sống dài rác ở Bắc Trung Á trước khi đế quốc mông cổ xuất hiện. Tộc ngõ lạt là một chi của mông cổ trước kia sống du mục ở phía tây nam hồ Baikan. Khi thành cát tư hãn thống nhất các bộ tộc Mông Cổ, ngõ lạt quy phục Mông Cổ rồi di chuyển dần về phía thượng lưu sông Inai, phát triển về phía nam, mở rộng thế lực tới sông Táp Bồn và vùng lòng trào chuẩn Cát Nhi. Đến đầu thời Minh, bộ tộc ngõ lạt lớn mạnh hơn so với các bộ tộc Mông Cổ khác. Thực ra mấy lời can gián này đều chỉ là lời quanh co cho có lệ mà thôi chẳng ai dám trực tiếp chọc vào chỗ đau của hoàng đế cả. Cho nên cuối cùng triều thần bên dưới vẫn đành loan truyền ra bên ngoài rằng, hoàng đế muốn khôi phục mậu dịch trên biển, cần phải có một đội thủy quân đủ khả năng bảo vệ bờ cõi. Ở trong phòng lão thái thái nhánh cả, Trần Doãn Viễn kể lại chuyện trên chiều mất hơn nửa canh giờ, quan văn nói võ tướng không được tham gia chính sự, đây là quy định từ thời thái tổ, bây giờ làm trái tức là tội bất tuân với thái tổ phán tội không tuân theo tổ chế tuy là lời nham tai, nhưng cao tông hoàng đế cam chịu số phận để thành quốc công phụ chính rồi dưỡng thành mầm họa chính là sự thật không thể chối bỏ. Ngự sử và ngô quan lấy thành quốc công ra làm ví dụ để lên án khang quận vương, quả thật là nói có sách mách có chứng, còn nhà họ nhẫn lôi lại vết sẹo cũ về thủy quân phúc kiến là hành động nghịch ý hoàng đế. Lúc trước khi tất cả còn chưa hiểu tường tận sự kiện thủy quân phúc kiến thảm bại thì thôi đi. Bây giờ mọi ẩn tình đều đã được đưa ra chỗ sáng, nước cờ tốt của Khang quận Vương liền trở thành nước cờ tệ hại. Lần này quận Vương ra quá nóng vội, nếu có thể chậm một chút, không chừng tình hình đã khác. Trần Doãn Viễn đứng ở góc độ của con rể bình tĩnh xem xét, quả thật là tuổi trẻ bộc trục, phải rèn luyện thêm ít nhất 10 năm nữa. Với phe đối địch, bây giờ đúng hay sai không quan trọng, quan trọng là có thể định tội được Khang quận Vương và nhân gia thôi lão thái thái cần phật châu các hạt châu va vào nhau tạo thành âm thanh canh cảnh đồng ra bên kia có động tĩnh gì không trần doãn viễn các đầu không ạ võ tướng không được tham dự chính sự chỉ có thể nghe lệnh của triều đình qua chuyện này thanh danh của đồng trường mậu càng tăng vọt lão thái thái nhánh cả cười mỉa mai người đồng gia luôn giỏi thu lợi cho mình nhất mấy ngày nay bên nhánh thứ hai yên ắng vô cùng rõ ràng là muốn chờ xem thể cục ngồi làm ngư ông đắc lợi. Cho nên cần này bọn họ không tránh khỏi bị tôi vào phiền phức này. Lâm Di bưng điểm tâm tới, vừa vặn nghe được mọi chuyện. Trần Doãn Viễn nhìn con gái, bỗng nghĩ tới một cách hay con thử khuyên quận vương gia xem thành lập thủy quân vốn chẳng liên quan nhiều tới ngày ấy. Mặc kệ là tốt nhất bằng không gây hãy lấy quan hệ với nhân gia làm có, xin không can dự vào chuyện này. Chu Thập Cửu là một thành viên của tôn thất, Nam nhân họ Chu ngoài huyết thống tôn quý gia thì còn có một đặc điểm cực kỳ giống nhau. Đó là hãy đã nhận định chuyện gì, họ sẽ không bao giờ đổi ý. Nàng cũng từng chứng kiến thủ đoạn của nam nhân họ Chu rồi. Bọn họ không cho phép bất kỳ hòn đá nhỏ nào làm vướng chân mình. Cha, Lâm Di đẩy chén trà tới trước mặt Trần Doãn Viễn. Sao cha không thử hỏi ý kiến của tổ mẫu xem? Vừa nói nàng vừa nhìn lão thái thái nhảnh cả lão thái thái nhánh cả tựa vào giường la hán nhìn cháu gái ý kiến gì đó của bà đều là lâm di nghĩ ra cả chỉ mượn miệng bà nói ra thôi lão thái thái nhánh cả hàng giọng trần doãn viễn vội vàng khoanh tay lắng nghe nhưng càng nghe ông càng cảm thấy khó hiểu cách này khả thi sao ạ à? con thật sự nên phản đối thành lập thủy quân làm vậy chẳng phải sẽ ngược ý với khang quận vương ư lão thái thái nhánh cả nói chẳng phải đây vốn là suy nghĩ thật lòng của con ư hẳn con cũng đã chuẩn bị sẵn lời giải thích rồi không trái với lương tâm thì ở trên chiều mới có thể mạnh miệng trần doãn viễn không quen che giấu tâm tư e rằng mấy ngày nay đã bị người khác nhìn ra bản thân nghĩ gì rồi trần doãn viễn khó xử liếc nhìn lâm di mẫu thân nói vậy đương nhiên con đồng ý nhưng như thế quận vương gia sẽ không còn ai giúp đỡ tình hình bây giờ lại bất lợi cho ngày ấy lão thay thay nhánh cả trầm ngâm trong giây lát, chính kiến không hợp cũng chưa chắc là chuyện xấu. Hoàng thượng vừa ý sự chính trực của con mới điều con đến khoa đạo. Cho dù bây giờ con không nói, quan viên ở khoa đạo cũng đã ghi nhớ nằm lòng các cử chỉ và hành vi của con rồi. Chưa kể quan hệ thân thiết giữa nhà chúng ta và nhân gia là sự thật dành dành ra đó, không cách nào chối bỏ. Lúc con ở Phúc Ninh cũng được nhân gia giúp đỡ không ít, rất nhiều vụ án đều nhờ họ bày mưu tính kế giúp mà phá được nếu bây giờ con đột nhiên thay đổi chính kiến thế nào cũng bị ngự sử để mắt khoa đảo tên khác là ngự sử đài cơ quan giám sát can gián nghe vậy nút thắt trong lòng trần doãn viễn liền được tháo gỡ nhưng nghĩ tới con rể giúp đỡ mình từng bước một đi đến vị trí hiện giờ ông vẫn thấy băn khoăn cha lâm di nhỏ giọng hỏi khoảng thời gian này quận vương gia có tìm cha thương lượng cách đối phó không ạ à? hình như không có lâm di mỉm cười nói đó là vì quận vương gia biết suy nghĩ của cha khác với ngài ấy cha đừng lo lắng quá không hợp chính kiến mà còn phải phụ họa thường sẽ biến khéo thành vụng trần doãn viễn cũng cảm thấy lời của lão thái thái và lâm di có lý tuy vậy vẫn còn thấy do dự con rể cũng gần như con mình huống chi ông còn rất vừa ý đứa con rể này nhìn Khang quận vương bị tổ tổ ông đã không đành lòng, càng khỏi phải nói tới chuyện đối nghịch với con gì. Mọi người đang nói chuyện, bạch ma ma ở bên ngoài bỗng bẩm báo, xe ngựa đi đón nhân tiên sinh đã quẹo vào hẻm rồi à. Lâm Di nghe thế liền vội vàng ra ngoài đón. Từ khi từ biệt nhân ngữ tu tiên sinh đến nay cũng đã một khoảng thời gian dài, chí ít là Lâm Di cảm thấy là thế. Kiếp trước khi nàng rời Phúc Ninh vào kinh, nhân tiên sinh từng bảo trong kinh người việc phức tạp dặn dò nàng phải cẩn thận nhưng nàng không ngờ sau này nhà nàng lại có kết cục thê thảm như vậy lần này gặp lại tiên sinh nàng có cảm giác cử như đã trải qua mấy kiếp mà quả thật là đã qua một đời rồi nhân ngữ tu tiên sinh vẫn theo thói quen mặc y phục gam màu xanh nhạt mũ mạng che mặt đã được lấy xuống vẫn là khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng và sắc mặt lạnh nhạt không đổi kia lúc nhìn thấy lâm di Tiên sinh cười mím, khiến nàng cảm thấy vạn phần ấm áp và thân thiết. Lâm Di tiến lên hành lễ, Nhân Ngữ Thu kéo nàng lên rồi hoàn trả lại bằng lễ dành cho Tôn Thất. Cấp bậc lễ nghĩa xong xuôi, Lâm Di thân mật áp sát Nhân Ngữ Thu, trước đó chúng ta còn thư từ qua lại, không ngờ nhanh như thế đã được gặp mặt rồi. Nhân Ngữ Thu nhìn đôi mắt sáng ngời của Lâm Di, đây không còn là tiểu đồ đệ luôn quấn lấy nàng đòi kể chuyện nữa rồi lâm di bây giờ đã trở thành một khang quận vương phi xinh đẹp hào sảng phóng khoáng tiểu tiêu thị thu xếp chuyện nhà xong cũng vội vàng đến cửa thủy hoa đón khách bà không giỏi miệng lưỡi vẫn thật thà như cũ tiên sinh không thay đổi chút nào cả nhân ngữ thu mỉm cười nghe quận vương phi nói phu nhân mới sinh được một vị tiểu thư dứt lời nàng để nha hoàn đưa quà ra là một con dấu xinh đẹp được đặt trong hộp khảm xả cừ lót gầm con dấu, thời xưa mỗi người đều đặt làm con dấu riêng để đóng dấu lên các giấy tờ, tương đương với chữ ký ngày nay. Tiểu tiêu thị hớn hở nói, bát tỷ nhà chúng ta đúng là có phúc khí mới được tiên sinh tự tay khắc con dấu tặng, con gái nhỏ của bà quả thật may mắn khi được sinh ra ở Kinh Thành, không phải bôn ba bên ngoài như Hoành Ca và Lâm Di. Hệ nghĩ tới điều này là tiểu tiêu thị thấy thỏa mãn vô cùng, trong lòng càng muốn đổi sự tốt với Hoành Ca và Lâm Di Hon lâm di và tiểu tiêu thị đón nhân ngữ thu tiên sinh vào niệm từ đường nhân ngữ thu hành lễ với lão thái thay nhánh cả lão thái thay nhánh cả nhanh chóng đứng dậy đỡ nàng tới ngồi xuống cạnh mình khi nói chuyện nhân ngữ thu hoàn toàn không che giấu được sự thông tuệ khéo léo của bản thân lâm di ở bên cạnh tiếp chuyện lão thái thay nhánh cả cũng góp vào một hai câu mỗi tiểu tiêu thị là chỉ biết cười cười ngồi nghe nghe nhân ngữ thu tiên sinh kể chuyện ở phúc kiến lão thái thái nhánh cả dần thích vị tài nữ nổi danh này tiên sinh định ở đâu tây viện của phủ chúng ta vừa được tu sửa xong tiên sinh ở đó nhất định sẽ thanh tịnh chỉ sợ sắp xếp vụng về của chúng ta không vừa mắt tiên sinh thôi nhân ngữ thua cười nói lão thái thải khách khí quá nhưng giao huynh đã chuẩn bị sẵn chỗ ở rồi nếu lão thái thái không ngại bị quấy dày vậy ta xin phép được thường xuyên đến chơi bằng hữu của nhân gia trong kinh đã thu dọn chỗ cho huynh muội họ ở tạm rồi lão thay thay nhánh cả biết bọn họ sợ liên lụy người khác nên mới từ chối nếu lục nha đầu chưa gả ra ngoài nhà ta nhất định đã giữ tiên sinh lại bằng mọi giá nói đến chuyện cưới gả nhân ngữ thu liếc nhìn lâm di lâm di mìm cười nhân ngữ thu nói nhắc tới cùng kỳ lạ giao huynh thân thiết với khang quận vương vốn không phải là chuyện mới đây Mỗi lần Khang Quận Vương đến Phúc Ninh đều làm khách ở nhà ta, khi đó Lâm Di cũng ngày ngày tới phòng ta. Hay tin Khang Quận Vương cưới Lâm Di, ta và ca ca đều cảm thấy đây là duyên phận. Thì ra trong mắt người khác, hôn nhân giữa nàng và Chu Thập Cửu cũng là duyên phận. Mọi người nói thêm vài lời rồi Lâm Di cùng Nhân Ngữ thu đến vọng thu các mồi trò chuyện. Lâm Di lấy sách thuốc mua được trong kinh gia đưa cho Nhân Ngữ thu xem mặc dù chẳng phải là sách quý giá gì nhưng trong tảng thư các của tiên sinh không có quyền này nhân ngữ thu cười nhận lấy trong phòng không có người khác lâm di thứ hỏi dò chuyện biên soạn sách nhân ngữ thu nói ta không to lắng chuyện này trước giờ triều đình đã mấy lần muốn ca ca xuất sĩ làm quan nhưng ca ca đều từ chối cần này ca ca lên kinh bất luận kết quả là gì e rằng cũng rất khó toàn mạng trở về huống chi ca ca nàng trời sinh quật cường, muốn huynh ấy nhượng bộ đúng là khó càng thêm khó. Chẳng qua, tuy biết chuyến đi này đầy trông gai, nhưng bách tính phúc kiến tín nhiệm nhân gia như vậy. Nhân gia thật sự không còn con đường khác. Dứt lời nhân ngữ thu nhìn lâm di, khang quận vương đã nghĩ ra biện pháp đối phó chưa? mươi 172, Tiếng Gió Chính sự đối với đàn ông tựa như con trẻ trong bụng phụ nữ vậy thà mất mạng cũng không để chỉ hướng nhận thiệt. Nhân gia muốn một cuộc sống núi cao nước xa, nhưng rốt cuộc vẫn phải dấn thân vào dòng xoáy chính trị. Cho nên mới nói, loại chuyện này chẳng thể lấy nguy hiểm, làm thức đo cân nhắc, bằng không đã chẳng có người điên cuồng vì trí hướng, không có quan võ nguyện chết trên chiến trường, cũng không có quan văn liều mạng can gián quân vương. Nói tới vấn đề này của cánh nam giới, Lâm Di và nhân ngữ thu cũng chỉ biết nhìn nhau cười ta có chuyện muốn mời tiên sinh hỗ trợ. Lâm Di không khách khí với nhân ngữ thu, chia túi thuốc trong tay ra. Nhân ngữ thu nhặt cái túi lên người, muốn chế thuốc cho nữ giới. Lâm Di gật đầu, nàng học nghề không tới nơi tới chốn, cho nên phải vừa nhìn sách vừa phối thuốc mới làm xong, tiên sinh thấy thế nào? Tuy chỉ là thuốc trị bệnh nữ thông thường, nhưng muốn canh đo liều lượng chuẩn xác cũng không phải là chuyện dễ, nhân ngữ thu hơi do dự, khi nào cần lâm di cười hai ngày sau cho nên thời gian rất eo hẹp ta đã điều chế mấy ngày nay rồi nhân ngữ thu nhìn lâm di trong kinh thành có không ít người tài tại sao không mời bọn họ hỗ trợ lâm di nói là phương thuốc độc quyền của tiên sinh mà người khác chưa chắc làm tốt được nói vậy là muốn nàng tự tay điều chế đây mà như thể người dùng thuốc mới muốn gặp nàng nhân ngữ thu đặt túi thuốc lên bàn số lượng chưa đủ Thuốc thoa ngoài da cần phải dùng nhiều mới thấy được hiệu quả." Lâm Di cười nói, "Đều nghệ tiên sinh, lúc tiên sinh điều chế ta sẽ mời ngày đến xem." Nhân ngữ Thu cười nhìn Lâm Di, "Nếu quận vương phi đã chuẩn bị xong hết, vậy cứ theo ý quận vương phi mà làm đi." Chuyện này không thể chậm trễ, Lâm Di sai Quất Hồng, đi bảo người gác cổng chuẩn bị xe, "Ta và tiên sinh muốn trở về phủ Khang quận vương." Quất Hồng nhỏ giọng đáp lời rồi đi làm việc ngay. Tiểu tiêu thị đưa tiễn lâm di và nhân ngữ thu lên xe xong mới trở vào trong. Thấy xe ngựa đi ra khỏi hẻm, bà tử bên nhánh thứ hai trần ra tới giỏ la vội vàng trở về viện của của nhị lão thái thái đồng thị bẩm báo lại với đồng ma Nhị thái thái điền thị và lâm phương cũng đang ở trong phòng nói chuyện với nhị lão thái thái đồng thị đồng ma ma thuật lại. Khang quận vương phi đưa nhân ngữ thu tiên sinh trở về phủ khang quận vương rồi à. Lâm phương nghe thế, hai mắt liền sáng rỡ. Nói vậy tức là Lâm Di quyết định ủng hộ nhân gia, bằng không sao lại dám đi lại thân thiết với nhà họ vào thời điểm quan trọng thế này. Đúng là cơ hội tốt. Nhị thái thái điện thị nhói, ngự sử và môn quan đều đang thúc giục tam thúc dâng tấu trương. Đương nhiên rồi, đã thuộc khoa đạo mà khoanh tay ngồi nhìn được mới lạ, cho dù người khác không nói lời nào, tam thúc phụ vẫn phải xác định rõ lập trường. Lâm Phương thắc mắc, cho dù không ai dâng tàu thì hoàng thượng cũng phải hỏi tới chứ. Thời khắc mấu chốt như vậy, làm sao lại không hỏi han khoa đảo, tam thúc phụ khó khăn lắm mới với tới được vị trí kia, bây giờ chắc đang như ngồi bàn trông. Lâm Phương vừa dứt lời, trầm hương bên ngoài vén màn lên báo, nhị lão ra trở về rồi à. Trần Doãn trụ mất ngường đi vào phòng, hành lễ với nhị lão thái thái đồng thị rồi ngồi xuống một bên, nha hoàn vội vàng bừng trà lên khắp phòng nồng nặc mùi rượu. Nhị lão thái thái đồng thị nhíu mày, tại sao lại uống rượu vào lúc này? Bà ta nhìn đồng hồ cát, vẫn chưa đến giờ rời nha môn mà. Trần Doãn Chu cười xem thường, mẹ không hiểu, hiện giờ triều đình đang dần dần chuyện ở Phúc Kiến. Quan văn nhau nhau lên án các quan võ chủ chiến, mấy người đứng ngoài vòng chính sự như bọn con vừa hay không có chuyện gì để làm, mỗi ngày ngoại trừ uống rượu ăn thịt ra thì chẳng tìm được việc gì khác nhắc tới cũng phải cảm ơn cữu cữu nếu không có cữu cữu nhắc nhở tới bây giờ con vẫn chưa rõ tình hình cữu cữu nói rất đúng bớt làm thì ít sai hễ tổ chế cẩm võ tướng tham dự chuyện triều chính còn đó chúng ta cứ dựa vào đó che gió che mưa thôi nhị lão thái thái đồng thị liếc nhìn con trai đang đắc ý cho dù vậy thì cũng vừa vừa phải phải thôi trần doãn chu cười hì hì bình thường cứ thấp thỏm sợ bị đám ngự sử kia bắt thóp giờ khó khăn lắm mới có được một hai ngày thả lỏng mẹ yên tâm đi con cũng chỉ ăn uống thôi không hề đụng vào thứ khác vừa nói ông ta vừa liếc trộm ngắm điền thị điền thị vờ như không nhìn thấy nụ cười trên mặt trần doãn chu càng rộng hơn hiển nhiên ông ta đã uống hơi quá chén nhị lão thái thái đồng thị sai đồng ma ma đi chuẩn bị một chén canh dài rượu cho nhị lão ra trần doãn chu lại khoát tay mẹ đừng làm lớn chuyện thế con không hề say. Vừa nói ông ta vừa loạn trọng đứng lên, mà con phải nói chứ, tam đệ ngồi không vững cái chức quảng bình hầu kia, chẳng bằng nhường con cho rồi, nếu lại bị đoạt tước thì mặt mũi trần gia còn biết giấu vào đầu nữa. Cùng là con cháu trần gia cả. Tại sao lại không phải là con chứ, con không cam tâm. Cũng không phục, nhị thái thái điển thị và lâm phương tiến lên dìu trần doãn chu. Trần Doãn Chu giấy vài cái rồi lèm bèm hỏi nhị lão thái thái đồng thị, mẹ, con nói có đúng không? Mẹ, cam chịu được sao? Thằng đó làm gì có mệnh phú quý chứ? Càng nói ông ta càng cao giọng. Nhị lão thái thái đồng thị cũng cao giọng hơn. Được rồi, mau về phòng nghỉ đi. Chớ ở đây ăn nói linh tinh. Cuối cùng Điền Thị nói hết lời mới khuyên được Trần Doãn Chu đi về ngủ. Lúc gần đi ông ta vẫn còn cau nhau mấy ngày nay ta rảnh rỗi mới muốn trò chuyện với mẹ nhiều một chút, hai người làm gì vậy? Sau khi cả nhà Trần Doãn Chu rời khỏi hòa hợp đường, đống ma ma rót chén trà cho nhị lão thái thái đồng thị rồi ăn ủi cũng chẳng thể trách nhị lão gia từ lần nghe nói tam lão gia được chọn thừa kế tước quảng bình hầu nhị lão gia vẫn nghẹn một bụng tức lần này dựa vào men rượu phát tác một chút cũng tốt tránh cho đẻ nén quá mức rồi sinh bệnh nhị lão thái thái đồng thị thở dài hỏi đồng ma ma, phù quảng bình hầu bên kia thế nào? Đống ma ma đáp, miễn cưỡng trông đỡ à? Mở tiệc chiêu đãi nhân ngữ thu tiên sinh cũng chỉ là một cách lên dây cót tinh thần thôi. Khang quận vương và quận vương phi chắc chắn vẫn còn chiến tranh lạnh, đến mức tam thái thái phải khuyên nhủ quận vương phi răng triều chính và chuyện nhà khác nhau, bảo quận vương phi đừng để trong lòng. Xem ra tin tức là thật. Đồng ma ma cười nói lão thái thái yên tâm tin từ tôn thất doanh mà nhất định không sai nhị lão thái thái đồng thị đứng dậy để đồng ma đỡ vào buồng trong nghỉ ngơi bất kể tin tức có phải là thật hay không cho dù trần doãn viễn quyết định nhắm mắt làm lơ không tố con rể mình thì cũng chẳng măn được đông đảo quan viên khoa đạo khác thu xếp cho trần doãn chu xong điền thị cùng lâm phương vào buồng trong mùi nói chuyện thừa dịp trong phòng không có ai khác Điền thị hỏi nhỏ Lâm Phương, bây giờ cô ra đối đãi với con thế nào? Lâm Phương đỏ mặt, nhẹ gật đầu đáp, tốt hơn nhiều à? Cũng, chưa từng nhắc tới chuyện lúc trước. Điền thị nghĩ tới chuyện luôn chu toàn cấp bậc lễ nghĩa và dáng vẻ luôn ôn tồn lịch sự của con gì rồi đổi chiếu với lời Lâm Phương nói. Dẫu trong lòng biết muốn cải thiện tình hình ngay là chuyện không hề dễ dàng, song thị vẫn phải ăn ủi con gái, thế là tốt rồi, cứ từ từ lấy lòng thành đổi lấy nhân tâm một ngày nào đó hai đứa sẽ ân ái với nhau thôi dù sao con gái cũng là thê tử cưới hỏi đàng hoàng chỉ cần không phạm sai lầm và sinh được một đứa con trai nổi dòng vị thế của con gái sẽ không bị lung lay ý của điền thị là gì lâm phương hiểu rất rõ cho nên nàng ta gật đầu đáp con biết thưa mẹ bây giờ nàng ta bị lâm ra bắt thóp đành phải nhịn để cầu toàn thôi đại gia còn kể chuyện trên chiều cho con nghe Lâm Phương thuật lại lời của Lâm Chính Thanh cho Điền Thị nghe với ý định nói nghe cho vui. Ai ngờ Điền Thị lại bắt được chỗ huyền diệu. Nghĩ tới quan hệ giữa Tề Gia và Quảng Bình Hầu. Điền Thị hơi nheo mắt, không thành thông gia mà còn có thể tốt với nhau như vậy, hiểm thấy thật. Lâm Phương căm hận nói. Không biết con nhỏ Lâm Di kia lấy đâu ra nhiều phúc như vậy, được lắm người giúp đỡ đến thế. Ai cũng thân thiết với Lâm Di, ngay cả tiểu thư nhà quốc cứu thành thân cũng muốn mời con nhỏ đó tới đưa, đi dự yến hội nào cũng phải nghe nói về nó, lúc người khác giới thiệu nàng ta luôn thêm vào một câu, đường tỷ của Khang quận vương phi. Điền thị yêu thương chỉnh tóc mai cho Lâm Phương, con phải học hỏi tam tỷ con thêm, dỗ ngọt lấy lòng mẹ chồng và phu quân trước, sau đó sinh con trai ổn định vị thế. Đời còn rất dài, rốt cuộc ai hơn ai vẫn chưa chắc đâu. Cuộc sống chính là vậy cũng như viên ngọc, phải từ từ mài giữa cỏ sát mới bóng được. Trần Doãn chu máy to, Điền Thị đành kéo con gái sang thư phòng, ngày mai ta còn phải tới nhà quốc cữu gia, quốc cữu gia sắp làm tiệc mừng thỏ, ta đã hứa tặng châu đại thái thái một quyền kinh Phật chép tay. Lâm Phương đau lòng nói, cực khổ cho mẹ quả, Điền Thị cười hiền, làm việc thiện đầu tính cực khổ, đó là tích phúc cho huynh muội các con. Cộng trước đó đường làm quan của Khang quận Vương còn rộng mở thanh thang, được người người tranh nhau mời làm khách, song chỉ chớp mắt chàng lại bị mắc vào thế cục rằng co ở Phúc Kiến. Sáng sớm Châu Lạng Huyên trở về thăm nhà mẹ, chưa ngồi nóng mông đã bị mẫu thân thuyết rằng, tổ phụ con và Khang quận Vương qua tại gần gũi, con và Khang quận Vương phi tại thân hơn bình thường, người bên ngoài đều đang nhìn chăm chăm hai nhà chúng ta. Còn đó, cho dù muốn giúp đỡ thì cũng không nên lộ liễu quá cẩn thận bị người ta nói ra nói vào, nhất là cô ra chỉ mới vào hàn lâm viện thôi, không nên tỏ rõ lập trường quá sớm. Châu Lang Huyên lấy làm lạ, sao mẫu thân lại nói vậy? Châu Đại Thái Thái đặt chiếc váy gấm đỏ đang theo đuổi phượng lên bàn, Châu Lạc Huyền cầm gối mềm để mẫu thân tựa lưng vào. Châu Đại Thái Thái cất nốt kim khâu vào sọt kim trì rồi kéo con gái ngồi xuống giường la hán với mình, trước giờ con ít khi nào chịu nghe lời ta nhưng ta vẫn phải nhắc nhở con, cô ra không giống như tổ phụ con, tổ phụ con giấu gì cũng đã lớn tuổi, con nói sai làm sai hoàng thượng cũng nề tình bỏ qua, nhưng cô ra chỉ mới đặt chân vào chiều, làm gì cũng phải vạn phần thận trọng. Vừa nói bà vừa trải váy ra để nha hoàn mặc thử cho Châu Lang Huyên. Mẫu thân nghe được gì sao? Châu Lang Huyền cúi đầu mỉm cười, mẫu thân yên tâm, con cũng biết vậy. Chưa kể, với sự thông minh của khang quận vương phi cho dù bị kẹp giữa nhà mẹ và khang quận vương nàng ấy cũng có biện pháp giải quyết thôi mẫu thân đừng nghe bên ngoài nói lung tung khang quận vương và quận vương phi nhất định có thể biến nguy thành an châu đại thái thái nhìn khuôn mặt tươi cười của con gái con bé này sao quan hệ với khang quận vương phi lại tốt như vậy đành chịu thôi châu lang huyên đầu môi ai bảo mẫu thân không sinh được cho con một muội muội thông minh lanh lợi như thế châu đại thái thái nghe vậy liền bật cười tỉ muội ở châu gia đầu ít mà nào có thấy con thích ai đến vậy lần đầu tiên gặp mặt nàng đã thích trần lục tiểu thư càng qua lại càng thích hơn chẳng những hợp tính nhau mà nàng còn thưởng thức sự tinh tế khéo léo của đối phương lần này biết chuyện nhân gia vào kinh nàng viết thư cho lâm di sau khi nhận được những lời hồi âm bình thản của lâm di nàng biết mình không cần lo lắng quá nhiều. Châu Đại Thái Thái nói, ta cũng chỉ lo cho con thôi, chuyện trên chiều nào có đơn giản như bề ngoài. Châu Lang Huyên không nhịn được mà bật cười, mẫu thân nhìn tổ phụ đi, vẫn ung dung mùi trong nhà, nhiều người tìm tới mời tổ phụ ra mặt, tổ phụ đều làm lơ, vừa rồi con đến thăm còn thấy tổ phụ nhàn nhã chơi cờ. Cho dù tình thế bây giờ khá căng thẳng, nhưng nói thế nào thì cũng chưa tới mức cháy nhà mà. Châu Đại Thái Thái cố tình dụ mặt, quả nhiên là người trẻ tuổi, không hiểu trời cao đất rộng là gì cả, vài ngày trước đó tổ phụ con cũng ăn ngủ chẳng yên đấy. Hiểu rõ tính tình của mẫu thân, Châu Lạng Huyên nhanh chóng nhìn ra mạnh mối từ vẻ mặt của bà, có phải ai đó đã nói gì với mẫu thân không? Cũng không hẳn, Châu Đại Thái Thái mỉm cười, thỏa mãn nhìn tay nghề theo thùa của mình, mặc trên người con gái vô cùng hợp hôm qua trần nhị thái thái có nhắc tới khang quận vương phi còn khen con thiện lương trần gia và tề gia vốn thường qua lại với nhau bây giờ có con thân càng thêm thận đương nhiên bà hiểu ý trong lời của đối phương điện thị rõ ràng đang ám chỉ chuyện châu lang huyên về phe khang quận vương phi châu đại thái thái nói ta nghe vậy liền biết ngay con với cô gia đang giúp đỡ khang quận vương và trần gia hôm nay vừa hay con trở về nên ta mới muốn nhắc nhở vài câu danh tiếng hiền huệ từ bi của trần nhị thái thái điền thị lan truyền rộng rãi trong giới thế gia nhưng châu lang huyên lại càng ngày càng xem thường vị bồ tát sống kia nếu quả thật có lòng thiện thì sẽ chẳng màng danh lợi hay so đo địa vị trong khi đó những gia đình điền thị thường xuyên ra vào lại toàn là nhà quan to hiền quý thị ta có khác gì với đám tam cổ lục bà kia đâu chỉ những người phụ nữ làm nghệ bất chính lừa đảo mẫu thân đừng nghe trần nhị thái thái nếu như mẫu thân muốn nghe giảng kinh, tại sao không tìm sư thái đức cao vọng trọng ấy? chí ít bọn họ rời xa hồng trần thế tục, tâm tư sẽ thanh tịnh trong sạch hơn. Châu đại thái thái mỉm cười, trần nhị thái thái cũng chẳng nói gì xấu, có mấy lời chưa hẳn sai. bởi vậy mới nói, đa phần người ân minh đều có thể được như ý nguyện. Châu lang huyện nhỏ rộng, mẫu thân yên tâm, nhị gia chi là một tu soạn tòng lục phẩm có muốn giúp đỡ thì cũng lực bất tòng tâm. Tề Trọng Hiên chưa từng ở trước mặt nàng nói muốn giúp đỡ, hiện giờ người nghe ngóng được tình hình cũng chỉ có tổ phụ nàng. Mặc dù Tề Trọng Hiên làm việc ở Hàn Lâm Viện, nhưng nói thế nào cũng chỉ là quan cấp thấp, muốn góp chút sức mạnh cũng muốn vản khó khăn, không khéo càng giúp lại càng tệ, tốt nhất là yên lặng chờ nghe tin tức. Khi nào tình hình trở nên xấu đến không thể xấu hơn mới có thể bất chấp ra tay hỗ trợ bình thường tề trọng hiên không thích nói chuyện tại là người cực kỳ cẩn thận tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu ngốc châu đại thái thái gật nhẹ như vậy cũng tốt bất kể là ở tình huống nào con nhất định phải biết chừng mực sau khi dùng cơm tối ở nhà mẹ châu lang huyên ngồi xe trở về tề gia vừa qua cửa nàng tiền nghe nha hoàn báo tam cô nãi đã quay lại nhị gia cũng mới về vừa sai người gác cổng chuẩn bị ngựa đi đón nhị nãi nãi không ngờ nhị nãi nãi tại về sớm vậy. Châu Lang Huyên hòa nhã cười khẽ, sáng sớm túc đi làm tế trọng hiến không hề nói muốn tới Châu gia đón nàng. Cho nên nàng mới chẳng chờ mà về thẳng. Châu Lang Huyên đổi y phục mặc nhà, cầm bánh ngọt mang từ nhà mẹ đi đến thư phòng, vừa tới ngoài của tiền nghe thấy tiếng của Tề Tam tiểu thư. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 173, lừa, 1. Trong gian phòng vang lên tiếng trò chuyện khe khẽ, ánh nắng xuyên qua lá cây phủ bóng xuống mặt đất. Trời đã sắp về chiều, khiến khung cảnh trở nên hơi tiêu điều. Châu Làng Huyên muốn tiến lên đẩy cửa, nhưng chân như bị dính chặt trên mặt đất, không bước nổi. Tề Tam tiểu thư hỏi một chàng, "Ca ca vừa nói gì cơ?" "Có người lợi dụng Quảng Bình hầu để làm thân với hoàng hậu nương nương." "Ai vậy a?" À? Ai đang lợi dụng Quảng Bình Hầu và chuyện nhà ngoại hoàng hậu nương nương bị đoạt tước khi xưa chứ? Tề trọng hiên nhìn chén trà trước mặt, nhất thời trầm mặc, y vốn không nên để tầm quá nhiều về chuyện này, chỉ là mỗi lần lâm chính thanh nhắc tới chuyện này, trong đầu y lại luôn không nhịn được mà nghĩ đến Trần Gia. Việc Trần Gia được phục tước thoạt nhìn là vì Hoàng thượng khen thường Trần Doãn Viễn làm quan chính trực, lập được đại công trong án xử thành quốc công nhưng sự thật thì có người giật dây quảng bình hầu để lôi chuyên thủy quân phúc kiến ra ánh sáng tề trọng hiên không nói lời nào tề tam tiểu thư bảo ngày mai là lễ mừng thọ của hoàng hậu nương nương rồi nếu có tin tức gì thì cũng phải là trong hai ngày nay trời bắt đầu sập tối châu lang huyện gần như có thể ngửi được mùi ẩm ướt trong không khí nàng lùi về sau một bước tề trọng hiên không bao giờ nói về những chuyện này trước mặt nàng Khoảng thời gian qua, cho dù chăn trở trên giường ngủ không yên, Tề Trọng Hiên cũng chưa từng mở miệng than vãn với nàng. Nàng nhiều lần nhắc tới quan hệ thân thiết giữa mình và Khang Quận Vương phi, Tề Trọng Hiên cũng chi thuận miệng ậm ừ đáp lại chứ không nói gì thêm. Thoạt nhìn là y trầm mặc kiệm lời, nhưng ngẫm kỹ lại thì giống như có tâm sự hơn. Có thể ở đây thương lượng với Tề Tam tiểu thư, nhưng ở trước mặt nàng lại ngậm miệng không nhắc tới nửa chữ từ khi cưới đến nay bọn họ luôn tôn trọng khách khí với nhau cứ như giữa hai người có một lớp màng mỏng ngăn cách nào đó không nói rõ được tề trọng hiên là người tốt hành xử không thể bắt bẻ luôn đối xử dịu dàng với nàng rất hiếm khi từ chối yêu cầu của nàng nhưng sau khi gạt đi những hành động khách sáo mặt ngoài này muốn biết được y rốt cuộc đang nghĩ gì lại vô cùng khó đôi khi nhìn thấy vết sẹo lưu lại từ khoảng thời gian bị cầm tù trên người phu quân nàng hỏi thăm thầy lại xua tay xem thường, tựa như sự kiện kia chỉ là mây khói thoảng qua. Người ngoài sẽ không nhận ra, nhưng kề cận bên cạnh, bấy lâu qua, nàng có thể rõ ràng cảm giác được trên người phu quân có một sự phản kháng thầm lặng, y vừa không muốn làm chồng vừa mang sự bất đắc dĩ của kẻ làm con. Châu Lang huyên hơi mím môi, nàng vốn đã ném toàn bộ lời mẫu thân nói ra sau đầu, nhưng bây giờ ma xui quỷ khiến lại nhớ rõ ràng từng câu một, trước khi được gả tới nàng cũng biết Tề gia và Trần gia từng muốn kết thông gia, nhưng bao nhiêu vụ mai mối đâu phải mối nào cũng thành, chưa kể loại chuyện này đều theo lệnh cha mẹ mà làm. Tính ra chẳng liên can gì tới tế trọng Hiên và Trần Lục tiểu thư, cho nên nàng cũng không để bụng. Lúc ấy nàng cảm thấy rất tốt, chí ít Tề gia và Trần gia vòng tới vòng lui vẫn thân nhau, nàng và Trần Lục tiểu thư lại có quan hệ tốt tiểu thư tề gia cũng thân thiết với trần lục tiểu thư không kém cứ như vậy mọi người ở cùng nhau sẽ vui vẻ hơn nhiều châu lang huyền ngẫm nghĩ rồi xoay người đi ngược về phía đầu kia của hành cang quế nhi vội vàng đi theo ra tới cổng nguyệt lượng quế nhi mới hỏi sao nhị nãi nãi không vào ạ à? châu lang huyền đáp để nhị gia và tam cô nãi nói chuyện với nhau thêm một lát chúng ta đi thỉnh an thái thái trước nghe vậy quế nhi mới hiểu được cười nói, nhị nãi nãi chu đảo với nhị ra ghê. Châu Lang Huyên không nói lời nào, chỉ khẽ mỉm cười. Triều đại chu quy định chỉ có mừng thọ hoàng đế mới miễn buổi chầu chiều, mừng thọ hoàng hậu nương nương thi vẫn vào chiều như bình thường, nhưng sẽ sớm hơn nửa canh giờ để chúc tụng hoàng hậu nương nương. Hai ngày trước bộ lễ đã phát ra thông cáo, viết rõ trình tự sắp xếp của buổi lễ, các nội mệnh phụ lẫn ngoại mệnh phụ đều phải dậy cực sớm để kịp vào cung trước giờ lành vì vậy cả kinh thành gần như thức trắng đêm không ngủ nội mệnh phụ là các phu nhân có tước từ tần tới phi trong cung còn ngoại mệnh phụ là phu nhân của các công tôn vương hầu khi lâm di tắm rửa thay đổi y phục xong trời vẫn chưa sáng năm nay tiệc mừng thọ của hoàng hậu nương nương náo nhiệt hơn hẳn những năm trước tiệc chiêu đãi nữ quyền cũng mời động hơn nhà nào ở tôn thất doanh cũng được mời từ thân vương tới tổn thất nhàn tản chỉ cần là họ Chu hay họ hàng xa của họ Chu là đều nhận được bài thiếp tiến cung. Chu đại thái thái chân thị khỏi bệnh kịp lúc, vừa hay có thể vào cung, Chu lão phu nhân cố tình gọi chân thị tới dặn dò, bảo thị sau khi tiến cũng phải chú ý lễ nghi. Chân thị nửa đùa nửa thật đáp, sẽ không có vấn đề gì đâu thưa mẫu thân, ngộ nhỡ có thì con cứ nghe theo quận vương phi là ổn mà. Lâm gì tỏ ra khó xử có mấy chuyện ta cũng phải thương lượng với đại tẩu trước. Từ rất sớm ở tôn thất doanh đã có xe ngựa chạy ra ngoài, sau đó là chiếc này nổi tiếp chiếc nọ xếp thành hàng mà đi, trông vô cùng khí thể. Bách tính dối rít chạy ra ngoài xem, tất cả các cửa hàng trong kinh đều treo cờ đỏ, đầu tường cũng được phủ lụa đỏ, khiến kinh thành bừng sáng như sắp đón năm mới. Chạy đến trước của cung xe ngựa dừng lại, các vị phu nhân lục đục xuống xe nữ quan và nội thị trong cung tiến lên hầu hạ dẫn đường cho họ. Mọi người đổi sang môi kiệu nhỏ đến cảnh nhân cung. Chu Đại Thái Thái Trân Thị đã tới từ trước, nên khi Lâm Di bước vào thì nhìn thấy thị đang nói chuyện với các nữ quyền khác. Trân Thị đã hoàn toàn rũ bỏ dáng vẻ chán chường của mấy ngày trước, trên mặt đắp không ít son phấn, môi tô son đỏ rực. Việc Chu Nguyễn Cảnh một mực đòi nạp thiếp khiến Trân Thị phẫn nộ cực cùng chẳng qua chân thị vốn là dạng người hậu viện cháy cũng có thể biến thành sân khấu kịch của mình cho nên trong nháy mắt liền lên tinh thần lại lâm di tiến vào chắc điện lập tức cảm thấy ánh mắt cả phòng đều đổ dồn về phía mình chắc điện tức thiện điện sảnh phụ của một cung điện khang quận vương phi kìa hình như gầy hơn so với lúc trước phải đó y phục cũng rộng hẳn đi nghe nói là đủ loại lời sầm xì lọt vào tai nàng nếu không phải đang ở trong cung e rằng đã sớm có người công khai tiến lên hỏi han nàng tìm hiểu tin tức rồi. Nhưng cho dù không vây quanh nàng, bọn họ cũng tìm được người thích hợp để hỏi thăm. Vì vậy số người bên cạnh Chu Đại Thái Thái chân thị bỗng tăng vọt, nữ quyền ngồi gần đó không tham dự cuộc nói chuyện cũng dòng tay lắng nghe. Trong lúc các công nhân bận rộn túi bụi, các nữ quyền thoải mái nói chuyện phiếm với nhau. Lâm Di lẳng lặng cầm chén trà lên uống, khi giờ lành đến quan viên bộ lễ trình diện, hoàng hậu nương nương mặc cung trang bằng gấm thiêu hoa văn chữ thọ màu xanh nhạt, được tam vương phi, ngũ vương phi đều mặc cát phục thiêu hoa văn bình thủy giang nha tháp tùng bước ra. Hoa văn nước chảy êm đềm, ngụ ý mọi chuyện đều suôn sẻ Đợi hoàng hậu ngồi xuống xong, tam vương phi, ngũ vương phi và các nữ quyền đồng loạt quỳ xuống bắt đầu chúc tụng. Khi đủ loại lễ chế phức tạp kết thúc, Lâm Di không nhớ được mình đã quỷ lại bao nhiêu lần rồi. Sau khi quan viên bộ lễ hô to câu buổi lễ kết thúc, Hoàng hậu mới cười bảo, vì sinh nhật của bản cung mà các ngươi vất vả rồi. Nhóm mệnh phụ tỏ ra sợ hãi, vẫn là ngũ vương phi biết ăn nói lên tiếng giải vây, nương nương thiên thu, khắp trốn mừng vui, nhờ phúc của nương nương mà chúng thần thiếp mới được dính lây hà khí đấy. Hoàng hậu nương nương cười, các ngươi có lòng, mọi người lại hành lễ đáp tà. Lễ mừng kết thúc, Hoàng hậu đi thay y phục khác, các mệnh phụ ở thiên điện chờ Hoàng hậu nương nương triệu kiến. Lần lượt con nữ quan bưng bánh ngọt lên, từ đây tới giờ khai tiệc chính thức vẫn còn một lúc, vừa vặn cho mọi người tụ tập cùng nói chuyện. Hai ngày nay chuyện phủ khang quận vương xảo xáo không yên đã sớm lan truyền khắp tôn thất doanh. Cho nên bây giờ bọn họ bàn tán thầm thì là vì muốn có được tin tức chuẩn xác hơn. Châu Đại Thái Thái Trân Thị nhìn thoáng qua Lâm Di bằng ánh mắt thương hại rồi nói với vị phu nhân bên cạnh, cũng khó cho nàng. Nhưng cho dù vậy thì phần làm thê tử cũng không nên làm mình làm mẩy với phu quân như thế. Chu lão phu nhân chỉ là thẩm nương, không phải mẹ chồng thật sự nên không tiện mở miệng. Đại Tẩu đang nói gì thế ạ? À? Một giọng nói lành lành vang lên, Trân Thị nhìn thấy Lâm Di đang tươi cười đi tới. Trần Thị liếc nhìn mẫn quận Vương Phi bên cạnh mình rồi cười đáp nói vài chuyện vặt trong nhà ấy mà đại tẩu đang nói về ta có đúng không nào lâm di tình danh nháy mắt như đang đùa giỡn rồi nhìn mẫn quận vương phi giải thích đại tẩu thường xuyên nói đỡ cho ta các vị tẩu tẩu đừng cười nhé hai câu này của lâm di ngụ ý tổn thất đều là người một nhà cả khiến mẫn quận vương phi phải tươi cười kéo nàng ngồi xuống xem miệng lưỡi của con bé này kia thảo nào được nhiều người thương như vậy lâm di thân thiết nhìn chu đại thái thái chân thị hiến quận vương phi cũng tươi cười nhìn chân thị đương nhiên rồi dù sao cũng là họ hàng gần lại nói khang quận vương có khác nào huynh đệ ruột của nhà họ đâu chủ chu đại thái thái không giúp thì còn ai giúp nữa lời chân thị nói trước đó hiến quận vương phi cũng nghe được một ít bây giờ nhắc lại làm nụ cười trên mặt chân thị trở nên sương sương chân thị nhìn khuôn mặt tươi cười của lâm di ánh mắt sáng cong canh nụ cười từ trong ra ngoài không hề có tí gượng gạo nào hiến quận Vương Phi nói rất phải. Lúc chưa gả vào Lâm Di đã được nghe nói cả nhà thẫm nương của Chu Thập Cửu đối xử với cháu trai tốt đến thế nào. Bây giờ trở thành người trong cuộc, luôn bị bọn họ lấy mấy câu thân như ruột thịt gì đó đè đầu. Về kép nàng đã sớm bất mãn từ câu, bây giờ không khiến chân thị gặt cây bão do mình gieo thì thật sự hơi cho thị ta quá rồi. Hễ trong nhà có gió thổi cỏ tay gì là bên ngoài tiền nổi lên đủ loại tời đồn từ đó tới giờ luôn là nhà thầm nương sắm vai bị oan, hôm nay nàng cũng phải sắm vai này một cần, ta luôn ở trong nhà, làm gì hiểu được chuyện trên chiều, vậy mà cửa trên chiều cũng đốt tới nhà ta. Mọi người cập tức im miệng. Chương 174, lừa 2. Lâm Di ngẩng đầu nhìn chân thị, đại tẩu thường xuyên đến phủ quận vương, có bao giờ thấy trong nhà không hòa thuận đầu đúng không? thật sự cơm không mọt canh không lành là chu nguyễn cảnh với chặn thị cơ trần thị cũng ngước lên đối mặt với ánh mắt sáng ngời của lâm di thường phải thân nhau lắm mới có thể nói như vậy mà những lời này thật ra chẳng khác gì lời chất vấn cả có khác chẳng thể không thể phản bác được trần thị rõ ràng nghe thấy vừa rồi bọn họ nói gì bây giờ cố tình tung hòa mù đây mà trước mắt bao người thị không tiện tung hê hết mọi chuyện chu đại thái thái chân thị lấy lại tinh thần xung quanh thi thoảng lại có vài ánh mắt tưởng như vô tình hướng về phía thị cũng may lúc này bỗng có công nữ và mời các nữ quyến tôn thất đi xem kịch chân thị mới thở phào dường như lâm di biết chân thị đang nghẹn họng cho nên cũng tỏ ra biết điều quay sang trò chuyện với hiến quận vương phi xưa nay mẫn quận vương phi thích xem hí kịch tại không thích bị cuốn vào mấy chuyện này cho nên nhìn thấy ngũ vương phi từ trong nội điện đi ra liên tiến lên nghênh đón trần thị cầm khăn tay nhất thời cảm thấy vô cùng khó xử nhưng ngẫm nghĩ tới lui thị vẫn ngẩng cao đầu thầm cười lạnh bây giờ quan hệ giữa trần gia và khang quận vương thế nào còn cần thị bởi móc ra sao trần thị rào biển thì có ích gì sớm muộn gì bên ngoài cũng biết được tình hình thật thôi Trần Thị mới nghĩ tới đây thì bỗng nghe thấy nữ quan trong cung hoàng hậu đi vào báo, hoàng hậu nương nương triệu kiến khang quận Vương Phi. Tiếng nói chuyện trong điện lập tức nhỏ hẳn đi. Không ngờ hoàng hậu nương nương lại bỏ qua đông đảo tôn thất, muốn gặp khang quận Vương Phi nhỏ tuổi nhất trước tiên. Chỉ trong một tích tắc, vẻ mặt của mọi người từ kinh ngạc liền biến thành vỡ lẽ. Dùng truyền trên chiều vốn liên quan tới nhà mẹ của bản thân, bây giờ hoàng hậu nương nương muốn gặp khang quận vương phi cũng chẳng có gì lạ. Lâm Di đứng dậy đi theo nữ quan vào chính điện. Trong đông các vọng ra tiếng nữ quyền cười nói. Xem ra không phải chỉ một mình nàng được triệu kiến. Lâm Di yên lòng hơn một chút. Nữ quan vén rèm châu bằng bảo thạch lên, Lâm Di khẽ gật đầu rồi đi vào. Hoàng hậu nương nương thoải mái đang ngồi trên chiếc ghế dựa lưng cao bằng gỗ tử đàn chạm trổ hình hoa hải đường tay cầm chén trà có nắp, lắng nghe tam vương phi bông đùa, bên cạnh còn có huệ thân vương phi, đoàn quận vương phi và trung quân vương phi. Lâm Di tiến lên hành lễ. Hoàng hậu nương nương dịu dàng bảo, mau đứng dậy đi. Nữ quan bên cạnh vội vàng mang ghế tới, Lâm Di cung kính ngồi xuống. Hoàng hậu nương nương quan sát Lâm Di một lúc, khỏe môi ẩn hiện ý cười. Bên ngoài bỗng vọng vào tiếng bước chân, nữ quan lại vén rèm trâu lên, Lâm Di nhìn thấy Chu đại thái thái chân thi. Vừa rồi hoàng hậu nương nương không bảo nữ quan gọi nàng và Chu đại thái thái vào cùng một lúc. Bà nãy biết đoan quận Vương Phi và phu nhân của Chu Nguyên Giác là chị em dâu, hoàng hậu nương nương đã đồng thời triệu kiến hai người họ. Mặc dù chỉ là thay đổi rất nhỏ, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Vẻ mặt của nữ quyền tôn thất trong phòng ít nhiều điều thay đổi. Trần thị tươi cười chúc thọ Hoàng hậu nương nương, lại chào hỏi mọi người ở đây rồi mới ngồi xuống. Hoàng hậu nương nương cười nói, vừa rồi chúng ta còn nói về Khang Quận Vương phi đấy, Khang Quận Vương phi nhận nhân ngữ thu làm thầy đúng không? Trần thị nghe được lời này liền gần như ngừng thở, trong lòng nổi cuồng phong, nữ quyền tôn thất làm gì sai đều đến tại Hoàng hậu và Thái hậu nương nương ngay. Không hợp ý liền ép Khang Quận Vương thay đổi, đây rõ ràng là hành động tổn hại tới đức hạnh chỉ cần hoàng hậu nương lên tiếng khiển trách mẫu thân sẽ có thể công khai dạy dỗ khang quận vương phi chuyện quản lý phu lâm di đáp lúc ở phúc ninh thần thiếp từng theo nhân ngữ thu tiên sinh học tập mấy năm hoàng hậu nương nương đặt chén trà trong tay xuống bàn nhìn huệ thân vương phi nói thảo nào ai cũng nói cả thần y trong kinh cũng không so được với nhân ngữ thu tiên sinh khang quận vương phi lại học được không ít từ vị tiên sinh ấy không nhân tiện nhắc tới cục diện chính trị hiện giờ. Trần Thị lấy làm lạ, song cũng chỉ có thể kiên nhẫn nghe tiếp. Huệ tiên Vương Phi cười nói, chứ còn gì nữa à, thanh danh của nhân ngữ thu tiên sinh ở triều Đại Chu còn ai không rõ đâu. Tiếc là nhân ra lại khăng khăng dọn tới Phúc Ninh, cho nên chúng ta muốn xin một đơn thuốc cũng khó. Tuy không hiểu được nguyên nhân, song Huệ Thân Vương Phi vẫn biết nhìn mặt mà nói chuyện. Thần thiếp cũng không học được bao nhiêu y lý, lúc ở Phúc Ninh chi giúp đỡ tiên sinh phối thuốc thôi à? Hoàng hậu nương nương gật đầu, ta uống nhiều thuốc của Thái Y Viện như vậy cũng không hiệu quả bằng thuốc thoa ngoài da khang quận Vương Phi đưa tặng, mới dùng có một ngày mà đã thấy dễ chịu hơn hẳn. Giày ngươi làm cũng vừa chân vô cùng, bỏ thuốc bột trong giày đúng là một ý kiến hay. Da mặt lâm gì vẫn chưa đủ giày để nhận tán thưởng như thế, thân thiệp cũng chỉ biết làm mấy thứ này thôi. Lần trước rời khỏi cung của nương nương thân thiếp nhớ ra nhân tiên sinh có phương thuốc này, nhưng không dám chắc mình nhớ có đúng không. Viết thư gửi tới Phúc Ninh hỏi thì sợ nhỡ thời gian, cũng may lúc nhân tiên sinh dùng thuốc, thân thiếp ở bên cạnh ngửi được mùi thuốc, cho nên mới tìm loại mùi tương tự pha thủ, phải mài thành bột trộn với nhau mới có thể biết được là đúng hay không. Trần Thị nghe vậy liền giật mình, thì ra thời gian qua Trần Thị nhốt mình trong phòng là để chế thuốc hơn nữa còn là thuốc cho hoàng hậu nương nương dùng. Lâm Di cười nói tiếp, quận vương gia không chịu được mùi thuốc này, hễ tới gần là hắt hơi, chảy cả nước mắt. Phải chi hoàng hậu nương nương có thể nhìn thấy dáng vẻ đó của ngài ấy. Quận vương gia không cho phép thần thiếp nói cho người khác biết, biện hộ rằng người học võ đao thương bất nhập, làm sao lại sợ mấy thứ thảo dược này. Trong đầu chân thị lại như vừa được thắp đèn đây chính là nguyên nhân khang quận vương dọn sang thư phòng ngủ lâm di cúi đầu cười ngượng ngùng hoàng hậu nương cương cũng mỉm cười đừng xem thường những thứ thảo dược này có thể cứu người cũng có thể hại người ai nói không so được với đau thương chứ lâm di nói thần thiếp cũng nghĩ vậy nhân ngữ tu tiên sinh từng nói cùng một phương thuốc nhưng dùng kiểu khác sẽ không chữa được bệnh số thuốc này cũng phải nhờ nhân ngữ tu tiên sinh sau khi vào kinh trình lại để tất đại nhân của thái y viện xem qua xong thân thiệp mới dám chỉnh lên cho nương nương dùng trợ thuốc ở ngay dưới mắt của thái y viện quả thật không hề dễ dàng cũng may gần đây sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào cục diện chính trị bạn cũng dùng thấy rất tốt hoàng hậu từ tốn mim cười chẳng qua khiến khang quận vương phải chịu thiệt rồi nhắc tới chuyện này lâm di cầm lấy khăn chấm khóe mắt bột ớt cay giấu trong khăn lập tức phát huy công dụng nước mắt liền trào ra Nàng nhanh chóng củi đầu, khẽ thút thít. Huệ Yên Vương phi vui vẻ cười nói với Hoàng hậu nương nương, ngay từ đầu thân thiếp đã cảm thấy giày của nương nương đẹp vô cùng, vẫn nhịn không dám mở miệng hỏi đây này, thì ra là do Khang Quận vương phi làm, thảo nào ai cũng khen Khang Quận vương phi khéo tay. Lâm Di thừa cơ dùng góc khăn khác lau nước mắt đi, nhưng lúc ngẩng đầu lên vành mắt vẫn còn ửng đỏ. Hoàng hậu nương nương nhìn đồng hồ cát gần đó, không còn sớm nữa cũng sắp tới giờ khai tiệc rồi. Rồi bà lại nhìn Lâm Di, Khang quận Vương Phi đỡ bản cung đi thay y phục, các ngươi ra ngoài chờ đi. Huệ Yên Vương Phi dẫn các nữ quyền tôn thất còn lại đứng dậy hành lễ. Lâm Di tiến lên đưa Hoàng hậu nương nương vào buồng trong. Trước khi rời khỏi phòng, nhóm người Huệ thân Vương Phi còn nghe thấy Hoàng hậu nương nương thân thiết hỏi thăm Khang quận Vương Phi, sao thế? Có oan ức gì nói ra đi, bản cũng sẽ giúp người đòi lại công bằng. Sau đó khang quận vương phi nhỏ giọng đáp, thưa không có gì à, thần thiếp bị bụi vào mắt thôi. Hoàng hậu nương nương vẫn không tin, có lời gì mà bản cũng không thể nghe chứ. Nghe tới đây của buồng trong đã đóng lại, ngăn cách mọi âm thanh. Trần Thị nhìn về phía Huệ thân vương phi, muốn mở miệng hỏi thăm. Huệ ân vương phi vẫn giữ vẻ mặt bình thản, song mắt thoáng sáng lên, đi trước một bước, không để chân thị kịp hỏi dò. Theo lý thì hôm nay là ngày mừng thọ của Hoàng hậu Nương Nương, buổi chiều trầu sẽ nhanh chóng kết thúc, thế nhưng sau khi chuyện ở Phúc Kiến được đưa ra, tấu sớ của quan văn tiền tràn vào như thủy triều lên. Bình thường triều đình âm u đầy tử khí, hôm nay tại bùng bùng sức sống. Quan văn dâng tấu áp chế binh quyền của võ tướng, lấy cớ là để bảo đảm cho thiên hạ Thái Bình, từng câu từng chữ đều trực tiếp chỉ trích phe chủ chiến trong vụ ở Phúc Kiến. Hoàng để ngừng đầu khởi động tấu chương chất cao như núi, đưa mắt nhìn các thần tử bên dưới. Đám lão thần dầu hoa dâm hăng hái múa môi, nhắm mắt lại cũng có thể thuật lại từng chữ một tổ chế được định ra từ thời Thái Tổ. Hoàng để thu ánh mắt, võ tướng vẫn chưa mở lời mà đã bị quan văn dùng tổ chế chặn miệng rồi. Quan văn đồng còng công kích, nhưng võ tướng đều có tính toán riêng của mình ánh mắt của hoàng để chuyển đến trên người quảng bình hầu quảng bình hầu tổ tiên của người xuất thân võ tướng bây giờ người tại thuộc khoa đảo trẫm muốn nghe suy nghĩ của ngươi vô số ánh mắt cập tức đổ dồn về một phía trần doãn viễn tiến lên một bước áo trong của ông đã ướt đẫm mồ hôi rồi trước đủ loại ánh mắt xem thường ông từ tốn thẳng sống tưng mở miệng nói thần cho rằng tấu trương của các vị đại nhân có chỗ hơi không công bằng. Nghe thể nhón lão thần cập tức phất tay áo hà cảnh, vậy Trần Đại Nhân thân ở khoa đạo mà còng ở nha môn, một lời không nói, một tấu trương cũng không dâng, như vậy mới là công bằng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio, chương 175, Kinh Tâm, 1. Trần Doãn Viễn vẫn chưa lên tiếng, trương học sĩ bình thường luôn gà gật trên chiều bỗng mở to mắt, bước sang bên cạnh hai bước rồi hô to thần muốn tố cáo quảng bình hầu tội vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp trần doãn viễn kinh ngạc nhìn trương học sĩ văn võ cả chiều đều giật nảy mình cả hoàng đế cũng phải đặt bút xuống ngẩng đầu lên trương học sĩ hùng hồn nói quảng bình hầu nhờ sự chính trực mới được phân vào khoa đảo nhưng từ khi nhậm chức đến nay có từng đưa ra ý kiến nào lợi quốc lợi dẫn chưa ngược lại còn khiến quan viên khoa đảo và nha môn bối rối khó xử đến mức chậm chạp trong việc dâng tấu mãi không đưa đến ngự tiền thần già rồi dầu mép ông ta vểnh cao thần đã không còn nhìn xa được vì sợ vướng chân quân thượng nên phần lớn thời gian đều giữ im lặng nhưng lần này thân thật sự không thể không mở miệng tiếp tục nhìn gian thần quấy nhiễu triều cương nữa bàn tay dưới áo trần doãn viễn run bần bật Quảng Bình hầu không phải xuất thân từ nhị bằng, ở Phúc Ninh ba năm cũng chẳng có thành tích gì hơn người. Chỉ nhờ một lần vào Đại Lao chịu tủi nhục trong vụ án của Thành Quốc Công, y lại được Hoàng Thượng Thương cảm chuẩn cho vào khoa đảo, vậy mày lại không hiểu được sự hao tâm tổn trí của Hoàng Thượng. Thật sự khiến người ta lạnh lòng. Khoa đảo và nha môn vốn là tay mắt của triều đình, Quảng Bình hầu lại muốn qua mặt Hoàng Thượng mưu lợi riêng, vì vậy cho dù phải thi mạng già này thần cũng không thể mặc y tiếp tục tùy ý làm bậy. Chi bảng quế và bảng vàng, bảng điển thành tích của hai kỳ thi hương và thi hội. Hoàng để nghe vậy liền nhíu mày, hắn giọng ho khan hai tiếng. Nội thị bên cạnh bên bước lên định hầu hạ, Hoàng để lại khoát tay cho lui, tiếp tục lắng nghe trương học sĩ hạch tội trần doãn viễn. Trương học sĩ lấy hơi, run rẩy lấy tấu trương từ trong tay áo ra, khom người trình lên phải biết rằng đã rất nhiều năm trương học sĩ không viết tấu sớ rồi, cho nên ngay cả nội thị dâng sớ cũng cảm thấy quyền tấu chương này nặng vô cùng. văn thần có ở đây đều tỏ ra vui vẻ. thời gian qua có không ít người mới trương học sĩ ra mặt xong đều bị ông ta từ chối, cũng không biết rốt cuộc là ai thuyết phục được trương học sĩ nữa. từ khi hoàng thượng tự mình chấp chính trương học sĩ mới bắt đầu thường xuyên ra vào dưỡng tâm điện để ra cố sự tín nhiệm của hoàng thượng mà Hoàng thượng cũng chịu lắng nghe cách nhìn của ông ta. Những năm gần đây, mặc dù số cận thần bên người thiên tử liên tục thay đổi, nhưng Trương Học Sĩ vẫn đứng vững trên chiều. Ông ta đã mấy lần xin cao lão về hưu, Hoàng thượng vẫn không đồng ý, đủ để thấy sức nặng của ông ta ở trong lòng Hoàng thượng lớn thế nào. Có Trương Học Sĩ khơi màu, các văn thần khác cũng không chịu tụt lại phía sau, rồi giết đứng ra ủng hộ Trương Học Sĩ. Si vì thế trần doãn viễn gần như thành mục tiêu công kích của mọi người trên triều thần lại cho rằng trương học sĩ đã già không phân được thị phi một giọng nói trong trẻo vang lên trần doãn viễn xoay người tải khang quận vương trong bộ mãng bào màu thạch thanh đang ung dung đứng giữa đại điện văn thần vốn đang công kích trần doãn viễn bất ngờ bị khang quận vương đâm trúng một cao thế là mấy câu đại loại như tuổi trẻ cuồng vọng này nọ lập tức thi nhau tố ra đáp trả trên chiều thoáng cái trở nên hỗn loạn im lặng một tiếng quát chói tai vang lên triều thần giật nảy mình ngẩng đầu lên nhìn hoàng đế hoàng đế vẫn mang khuôn mặt âm trầm như lúc đầu bấy giờ triều thần mới nhận ra tiếng quát vừa rồi đến từ quảng bình hầu thần có lời muốn tấu trên trán đã mướt mồ hôi trần doãn viễn tận lực đúng vững thở hắt ra một hơi rồi khom mình hành lễ Hoàng để hờ hững đáp, chuẩn tấu, quốc gia gặp nạn, trách nhiệm là ở kẻ thất phu, lúc thành quốc công nhiễu loạn đất nước, sao không thấy các vị đại nhân ăn nói mạnh miệng thế này. Bây giờ giặc qua hầm hè gây hỏa, khang quân vương và mấy vị quan võ chủ chiến, nhân ra thay mặt dân chúng từ phúc kiến xa xôi vào kinh chờ lệnh, hoàng thượng để chúng ta thương lượng xem nên đánh hay nên thủ, không phải bảo chúng ta tranh cãi chuyện ai đúng ai sai nếu như các vị đại nhân không tán thành chủ chiến, vậy có thể dâng tấu phân tích lợi và hại, chứ không nên chĩa đầu màu về phía khang quân vương và các quan võ chủ chiến. Khoa đạo và nha môn là tay mắt của triều đình, không phải có lót đầu tường mà phải phân biệt bên nào gió to với nên đáp lời bên kia kiểu gì. Tẩu chương đề nghị của thần về chuyện thành lập thủy quân Phúc Kiến đã được dâng cho Hoàng thượng rồi, kế tiếp xin chờ Hoàng thượng cân nhắc lợi hại sớm đưa ra quyết định để mọi người được yên lòng. Ông thoáng dùng một chút mới nói tiếp, ngoài ra, bất luận là đánh hay thủ, tất cả đều là vì sự bền vững của Giang Sơn Đại Chu. Các vị đại thần nói cái gì mà gian thần, thật sự khó hiểu. Những kẻ bưng bít tay mắt, bẻ cong sự thật, trăm phương nghìn kế để loại trừ đối thủ mới là gian thần thật sự. Võ tướng Quách Huy cùng phe chủ chiến nhìn về phía khang quận vương, đôi mắt đen láy trong trèo khiến cả người chàng như sáng bừng lên, làm nổi bật thêm khí chất thong dong thường thấy. Người từng dám đứng giữa chiều đối đầu với thành quốc công, làm sao chỉ chính trực thôi được. Nếu là thế, vậy quá dễ để thành thần tử nổi danh rồi. Trần Doãn Viễn nói tới đây, vẫn có quan văn nhỏ giọng phi báng, già mồm át lẽ phải. Hoàng để cầm một cuộn tấu trương trao cho nội thị bên cạnh, đây là tấu trương của Quảng Bình Hầu Trần Doãn Viễn dứt lời hoàng để chỉ tay về phía trương học sĩ đưa cho trương học sĩ nhìn qua đi xem thử quảng bình hầu có đúng là gian thần hay không nội thị cầm tấu trương đi xuống trương học sĩ run rẩy mở tẩu trương ra xem nội dung của tấu trương là phản đối việc thành lập thủy quân đánh hoa tay trương học sĩ càng run rẩy dữ hơn nội thị chờ trương học sĩ đọc xong mới thu tấu trương lại mang trở về đặt trên ngự án hoàng đế chậm rãi nói chậm nhớ trương học sĩ có tài đã nhìn qua thì sẽ không quên thuở thiếu thời chấm thường phải dựa vào trương học sĩ mới có thể duyệt hết số tấu trương mỗi ngày công lao phụ chính của trương học sĩ đến nay trâm vẫn ghi nhớ trong lòng trương học sĩ run rẩy quỳ xuống lão thần không dám hoàng để nói tiếp nếu là trước đây ai trách cử trương học sĩ một cầu lòng trẫm sẽ thấy khó chịu vô cùng vừa nói ông vừa dùng khăn lau mực đỏ dính trên tay nhiều năm như vậy, cho dù trương học sĩ hết lần này tới lần khác xin cáo lão hồi hương, trẫm vẫn không đồng ý, bởi vì chỉ cần nhìn thấy Khanh đứng trên chiều, trẫm sẽ nhớ tới lời thề thuở thiếu thời, nhất định phải giống như thái tổ, cho dù không thể thành thánh quan thiên cổ thì ít nhất cũng là một minh quân. Không biết trương học sĩ có còn nhớ những lời ấy của trẫm không? Ngay cả dâu tóc của trương học sĩ cũng bắt đầu run, thần không dám quên. Hoàng để thở ra một hơi thật dài, không phải chẫm không có thời điểm khó xử. Trương Học Sĩ không nói lời nào, chẫm cũng không muốn hỏi, bởi vì chẫm biết Trương Học Sĩ đã lớn tuổi, chẳng thể vất vả quá mức. Nói tới đây ông đứng dậy, từ tốn đi xuống bậc thang, nhưng hôm nay thì khác, văn võ bá quan cả chiều đều đang tranh luận chuyện của Phúc Kiến. Ông đi đến trước mặt Trương Học Sĩ, trầm ngâm trong chốc lát rồi cúi người tự tay nâng Trương Học Sĩ dậy trương học sĩ nhìn vạt long bào sáng loáng trước mặt vành mắt lập tức ẩm ướt hồi lâu sau mới nức nở nói thần đáng chết muôn lần hoàng để khẽ lắc đầu trong lòng chẫm trương học sĩ vẫn là hiền thần khó có được bây giờ chẫm mời trương học sĩ thuật lại nội dung tấu trương của quảng bình hầu mà khanh vừa đọc được cho tất cả nghe trương học sĩ run rẩy cánh môi dập đầu tiên tục hoàng để không nói gì thêm nữa xoay người đi thẳng ra khỏi đại điện có nội thị theo sát bên cạnh triều thần vẫn đứng tại chỗ chờ quay đầu nhìn nhau mà không biết nên làm gì cho phải sau một trận hỗn loạn trên đại điện bắt đầu vang lên tiếng trương học sĩ đọc nội dung tấu chương phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn